quý vị và các bạn đang xem những cái hình ảnh chim mãng ống phấn hồng, chim khổng lồ của trang trại chim cô gái hay Vũ Văn Thao tại địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và ra đây là lúc 4 giờ chiều, mình đang cho ăn chim và bắt riêng đôi này ra để sáng mai chuyển cho khách hàng. Đấy là các bạn có thể đến với cái mô hình. Mô hình trang trại. Đây là con chim đực. Một con chim đực sẽ mai sẽ chuyển xuống Hà Nội. Một con chim đực bắt đầu chuẩn bị mọc cường. Các bạn yên tâm là các bạn đang theo dõi những cái hình ảnh của trang trại chim cu. Đó là những hình ảnh mà tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, một trang trại chim cu. Đó. Một trang trại. Đó là một trang trại các bạn nhé. Tất cả những cái giống chim này tôi có bảo hành chống mái và bảo hành âm giọng cho các bạn. Ví dụ như trong này là một đôi đang ăn đó. Mình zoom vào một chút. Đang ăn. Một đôi các bạn nhé. Và đây là một đôi. Đấy, rất nhiều bạn khen chim của chim cu gái hay là chim phấn hồng to đẹp khỏe. Đó. Một đôi uyên ương luôn. Rất đẹp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ 033 5305982.